Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2021 thì giá thanh long liên tục giảm mạnh. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật đến quý bà con. Thật ra thì nghe mà giá giảm thì ai cũng buồn hết quý bà con ha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng rất là buồn, nhưng mà có như thế nào thì phải cập nhật như vậy để cho quý bà con mình tham khảo, để mình còn có thể là có cái đối sách, có cái chiến lược mình đưa thanh long ra thị trường cho nó phù hợp nữa. Thì cụ thể như thế nào hôm nay thì quý bà con mình cùng theo dõi trên màn hình, cũng như mình cùng lắng nghe kênh Nhà Nông Miền Tây chia sẻ nha. Trước tiên đó là giá thanh long tại các tỉnh Tiền Giang và Long An. Thanh long ruột đỏ loại 1 hôm nay chỉ còn có 15.000 đến 18.000 đồng một ký. Loại 2 là từ 10.000 cho đến 14.000 đồng một ký. Loại 3 chỉ còn từ 5.000 đến 8.000 đồng một ký. Hàng loại nhỏ thì từ 3 đến 5.000 đồng. Hàng giặt vườn được mua với giá là từ 2 đến 4.000 đồng. Thanh long ruột đỏ mua xô giá là từ 9 đến 14.000 đồng. Thanh long ruột trắng mua xô giá tại vườn là từ 6 đến 9.000 đồng. Hàng VIP ruột trắng chỉ còn có 9 đến 10.000 đồng một ký mà thôi. Đó, Bình Thuận thì thanh long ruột trắng có giá là bò đẹp lần lượt là 11.000, 10.000 và 9.000. Bò sàn là 9.000, 8.000 và 7.000. Hàng giặt ruột trắng thì chỉ còn có từ 2 đến 3.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận mua xô từ 13 đến 16.000 đồng. Hàng VIP ruột đỏ cũng chỉ còn có từ 16 đến 18.000 đồng một ký tùy kho. Thì giá ngày hôm nay lại như vậy, xin được cập nhật đến tất cả quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung khác. Cảm ơn quý bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.